Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay lại với Sara Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái mặt hoa mã số 15 2020. Mã số 15 2020 là một cái mặt hoa nó có hai cái mắt rất là to và màu rất là đậm đây các bạn. Hai cái mắt này nằm tách rời nhau thì người ta hay gọi cái mặt hoa như thế này, người ta gọi là hoa mắt cua. Xin lỗi các bạn, mắt nai. Mắt cua thì nó nhỏ, đây là mắt nai tức là mắt to nha các bạn. Các bạn có thể thấy cái mắt của nó bệt thành một cái màu rất là đậm. Đây mọi người nhìn nè, đậm y như là cái mực mà chúng ta pha xong chúng ta đổ lên trên cuốn vở các bạn. Đó, kiểu như vậy. Mắt này màu gốc của nó lên được khoảng 20 phân. Rễ đã bắt đầu nhú ra rồi. Mặt hoa nè các bạn xem. Đây. Các bạn thấy rõ cái mắt của nó chưa? Dẻ hạt rừng nó có một cái thú vị, đó là mỗi một cây thì nó là một cá thể riêng biệt, nó có một kiểu gen riêng biệt, không cái nào giống cái nào, nó khác cái hàng công nghiệp chỗ đó các bạn. Hàng công nghiệp thì thường người ta làm số lượng lớn bằng cách là gieo hạt hoặc là người ta nuôi cấy mô từ các cái bộ phận, ví dụ như mắt ngủ thì nói tất cả thì cũng không đúng, nhưng mà hầu như 99% là giống nhau, cho nên là cái cây mô nó không tạo ra cái niềm hứng thú cho những người mà chơi lan cái chỗ đó. Người ta thích hàng rừng. Hàng rừng giống như bên mình đây. Đó, bà con bốc rừng về các bạn. Đó. Mỗi một cây bốc rừng về là một cây khác nhau riêng biệt nha các bạn. Cho nên là các bạn mới thấy là bên kênh của mình là cứ mỗi ngày là đều có những cái mắt hoa khác nhau nó nở. Là nhờ cái chỗ đó, nhờ cái hàng rừng nó tạo ra cái mắt hoa khác nhau. Chứ còn đối với hàng mô thì các bạn có thể thấy 100 cây thì 100 cây như một. Trừ một vài trường hợp cực kỳ hiếm hoi thì nó mới sổ ra một vài cái mắt bông nó bị dị dạng hay là nó biến dị. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nha. Chào tất cả mọi người.